Anh ơi, con này là con gì mà nhìn xinh xinh đấy anh? Đây là bầy cún con em ơi, mới chào đời được có 2-3 hôm nay thôi. Nhìn đáng yêu phết nhở. Anh mang ra ngoài làm gì anh? Anh bỏ đi à? Anh cho em một con được không? Mày bị đây đàn cún con tao gây mãi được mày ạ. À. Đâu phải đơn giản đâu. Tầm này đang mang ra phơi nắng thôi. Cho gì mà cho ông ngơ. Bọn bé tí này thì thường ngày anh cho ăn gì anh? Ăn à, đây, con mẹ anh đang để trong này. Bọn này tầm này thì mình chỉ cho cái là mẹ về mặt. Nào, đây nào. Nó nhìn thấy con nó chạy ra. Tầm này cún con thì chỉ có mỗi mẹ thôi. Gia đình cũng chất lắm rồi. Ngoài ra đã ăn được gì đâu em? Vãi, hàng ngày cún mẹ anh cho ăn gì mà nhìn chúng nó bụ bẫm thế anh? Đây em ơi, bột cá hồi này, ba tê khô và tinh dầu cá hồi. Em cho ăn rất là tiện luôn em ạ. Bây giờ anh thử cho ăn cái cá hồi cho xem nhá. Một túi này này, em trộn vào con cún con. Trong này nó thịt xấy khô trộn với rau củ quả nên là ăn cái này nó nhiều chất vô cùng luôn, vừa có đạm vừa có chất béo, lại còn có cả canxi, vitamin, khoáng chất, chất xơ cực kỳ tốt cho sức khỏe của chó của mèo. Cho thêm tí tinh dầu cá hồi vào nữa em ơi. Tất cả nguyên liệu sau khi cho vào mình cứ trộn đều lên là chó ăn tận vô cùng luôn này. Một combo này thì có đắt không anh? Treo rẻ lắm em ơi, mà lại còn được thêm một cái lọ canxi, vitamin tổng hợp rất là rẻ, rất là kinh tế. Vitamin tổng hợp chó nào cũng cần, mèo nào cũng cần anh em nhé.